Mở đầu là phần tin kinh tế. Tranh thủ mùa khuyến mãi lớn nhất trong năm, nhiều người tiêu dùng đã nhanh tay săn sale sắm Tết sớm cho gia đình khi hàng loạt sản phẩm đang được giảm sâu. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sức mua mùa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 11-13% so với dịp Tết năm trước, tập trung vào nhóm hàng như lương thực, thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, nước giải khát, quần áo, giày dép. Từ đây đến cuối năm cũng là cao điểm người tiêu dùng mua sắm. Do đó, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các chương trình khuyến mãi, thực hiện các chương trình kết nối cung cầu, trong đó đặc biệt chú ý liên kết vùng. Đồng thời, Sở Công Thương thành phố cũng phối hợp với các tỉnh thành để có nguồn hàng hóa dịp cuối năm bảo đảm chất lượng tốt nhất và giá bình ổn nhất cho người tiêu dùng.